Với chủ đề du lịch chăm sóc sức khỏe, Diễn đàn Du lịch Huế 2022 được tổ chức vào sáng nay là cơ hội để các đại biểu tham gia gặp gỡ trao đổi về tiềm năng phát triển ngành du lịch chăm sóc sức khỏe tại Thừa Thiên Huế. Tham dự diễn đàn có ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện Tổng cục Du lịch, các sở ban ngành, các tổ chức đối tác, hiệp hội doanh nghiệp du lịch dịch vụ trong và ngoài tỉnh. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho rằng, với nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên, cơ sở du lịch dịch vụ, Thừa Thiên Huế đang có rất nhiều tiềm năng để đón đầu dòng khách nghỉ dưỡng phục hồi sức khỏe, một xu hướng đang rồ lên sau 2 năm cả thế giới phải đối mặt với dịch bệnh COVID-19. Ngành du lịch tỉnh đang chú trọng có kế hoạch quảng bá các lợi thế này nhằm thu hút du khách trong giai đoạn bình thường mới và kêu gọi các nhà đầu tư nghiên cứu xây dựng dự án du lịch, trong đó có mảng dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo các mô hình thực sự đẳng cấp để tạo thương hiệu khác biệt cho hình thức du lịch này cho Thừa Thiên Huế. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh hy vọng diễn đàn sẽ là một kênh kết nối giúp cả cơ quan, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp có cơ hội trao đổi, tìm ra phương hướng phát triển ngành du lịch chăm sóc sức khỏe tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong tương lai. Tại diễn đàn, cả cơ quan, tổ chức, cả hiệp hội, doanh nghiệp trong nước và tại địa phương đã gặp gỡ, trao đổi, giới thiệu tiềm năng du lịch chăm sóc sức khỏe, định hướng khai thác phát triển sản phẩm du lịch này nhằm làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch đặc thù của Thừa Thiên Huế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm văn hóa du lịch, đồng thời cũng là một trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Bên lề diễn đàn cũng diễn ra một số hoạt động khảo sát thực tế một số cơ sở lưu trú và trải nghiệm sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe tại địa phương.